Đây mà nó chạy đâu mất dạng hay thiệt. Ê, có khi nào nó chạy tới đồn công an không? Mày tào lao quá, cái chân nó mới té nó cà xích cà xù vậy sao nó chạy nhanh hơn mình được mà tới đồn công an? Ý ông nói là nó trốn xung quanh đây đúng không? Thôi vậy chị nè, sao để chắc ăn á, mày tới cổng đồn công an mày canh nó đi, còn tao lùng sục trong này coi sao. Có gì chế lên phone nha. Có gì tôi gọi cho. Cái chân của nó đau, chắc nó không có chạy đi đâu xa đâu. Trúng đầu này chứ không đâu. Thiệt là anh quay lại tập võ không? Thiệt mà. Anh Long á, kêu tôi hít đất 60 cái luôn. Hít xong muốn ná thở luôn vậy. Tại sao anh quay lại? Thì nói thiệt với cô á, bản thân tôi cũng biết mình sai chỗ nào rồi. Sau này á, tôi sẽ không làm cho cô với lại cha của cô thất vọng nữa đâu. Anh chắc chứ? Chắc. Móc méo đi. Thôi được rồi, đưa chìa khóa cho tôi đi. Hả? Cái chùm chìa khóa này là của ba tôi mà. Tôi có biết gì đâu. Tại ba cô đưa tôi đưa cô. Tôi không biết gì hết. Tôi bó tay hai người luôn á. Anh quay về đổi lại chìa khóa cho tôi đi. Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi là sao? Trời ơi là đứng lại. Mày cô tôi vậy, cô tôi vậy, đứng im. Mày đến, mày làm tao giết mày chết. Mày đến, tao bẻ mày cái cổ, mày tin không? Mày nên, mày chở lại chỗ cũ, lấy xe chở nó về, tao bắt được nó rồi. À, cô đang mắc đúng không? Anh vô duyên quá nha, có cần la lớn vậy không? Thôi chở xíu đi, tôi quay lại liền. Anh đi lẹ đó,
tôi đợi nha. Biết rồi. Lẹ lên. Nhanh lắm. Chờ nha. Ờ. Im mày. Ra khỏi mày. Lên. Xe ai? Lên mày. Vô. Cô Tư Giới. Vô. Cô Tư Giới. Vô. Chị Ba. Mày chị Ba. Mày. Tôi nghĩa. Tôi nghĩa. Vô. Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba. Đưa lên xe lẹ. Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba ơi. Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba. Mày. Mày. Tại em đi ra. Thả ra. Chị Ba. Giỡn mặt hả mày. Ba hả mày. Ba. Ba. Tôi nghĩ ơi. Mày. Tôi nghĩ. Mày. Kỹ mặt tao nha. Lần sau thấy tao là né đó nha mày. Nghe chưa? Chị Ba. Ba. Chị Ba. Mày. Mày. Thả tôi ra. Đi mày. Em chưa. Tôi nghĩ. Tôi nghĩ. Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba ơi. Chị Ba. Đừng sống chân. Đừng mày. Sống chân. Tại sao đánh em ta như vậy? Tại sao đánh em ta? Mày lát nữa tôi giết mày chết á. Tư Nghĩa ơi. Tư Nghĩa. Chị Ba ơi. Ủa chị Năm, chân chị hết đau chưa mà ra đây ngồi vậy? À, cũng đỡ rồi. Tại trong nhà ồn ào quá cho nên ra đây ngồi. À, thôi tôi về nghe. Ừ. Nhiều lần rồi. Bây giờ đường nước mày làm gan hả? Tụi bay đâu? Dạ. Xử nó cho tao. Mày kìa. Tao không có kêu mày. À, không có kêu mày, kêu tao. Tao cũng không có kêu mày. Hai đứa kia đâu? Vô đây. Có chuyện gì chị Diễm? Xử nó cho tao. Để đó em. Mẹ mày. Tôi tin ra. Ra hả mày? Bộ chị đánh vô trích điện đó hả? Sao? Mày muốn chia sẻ với nó không? Dạ. Hai thằng mày, cút! Cút! Nghiêm chưa? Dạ. Nghiêm chưa? Ừ. Sao? Thoải mái chưa? Dạ, thoải mái rồi ba. Mà sao con bực mình thằng cha này quá à? Không biết đi đâu nữa. Về đây hả? Con cho trả một trận mới được. Sao lạ vậy ta? Nó đi đâu cả tiếng đồng hồ chưa thấy về. Bình thường nó đâu có la cà vậy đâu. Ồ. Ba. Ừ? Anh Nghĩa về kìa ba. Kìa. Hả? Anh Nghĩa. Tư Nghĩa, con bị sao vậy? Tư Nghĩa, con làm sao vậy? Anh bị xe đụng hả? Cô im đi. Có gì anh nói cho tôi nghe đi. Con làm ơn để tôi yên đi. Tôi khó chịu lắm rồi đó. Bình tĩnh đi con. Có chuyện gì thì nói cho chú nghe. Đã có chuyện gì xảy ra? Bình tĩnh đi con. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì chú vẫn sẵn sàng giúp con mà. Có gì anh cứ kể đi. Anh đừng có ngại. Trời ơi, trời ơi. À.
Đứa nào mà la thấy ghê vậy? Ra ngoài hả mày? Sao mày la nữa hả? La mày? La gì mày? Hả? Sao? La hả? Muốn anh Hùng cứu mỹ nhân không? Im! 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 Chết hả? Chích nữa cho tao! Cho mày chơi nè! Cho tao đưa thuốc họ. Anh đưa thuốc kìa. Biết đâu. Nè anh. La quẹ mày. La đi con. Lộn đâu rồi kìa ông nội. Xuống hả mày? Vậy là sao? Hả? Nó la nữa kìa. Ông Hải á, định lên cứu ông My. Thấy bà Diễm dữ quá, ông rét, ông bỏ đi. Bị đặt vô là... Tao còn rét, đừng nói ổng. Đi đi, để gọi cấp cứu luôn. Con có nhớ biển số xe hơi của tụi nó không? Ba, trong lúc ảnh hoảng loạn thì làm sao mà nhớ được ba? Thôi được rồi, chú chở con đi lên công an phường để trình báo ngay nha. Thôi chú ơi, bây giờ con phải về quê liền. Chú Hào ơi, chú cho con mượn ít tiền để con ra bến xe, có bến xe con đi về quê liền nha chú. Nha chú. Anh gọi điện thoại về cho nhà ở dưới. Con ở dưới như thế nào? Không có được. Nhà chỉ có một mình chị Hai có điện thoại. Mà con có tuần rồi không ai chịu nghe máy, không liên lạc được. Trời ơi, lỗi tại tôi hết. Chú Hào ơi, con hối hận với chú Hào ơi. Thôi được rồi. Chú sẽ chở con về tới tận nơi, được không? Ba, con đi nữa. Không, con đi không tiện đâu. Dạ. Rồi được rồi, con cứ yên tâm, chú sẽ chở con về tới tận nơi nha. Mày hỏi nó đi. Hôm nay mày bị sao vậy Út Chót? Môn nào mày cũng bị cô la là sao? Thôi, mấy bạn về đi. Cảm ơn mấy bạn nha. Vậy tôi về nha. Má ơi! Má! Sáng giờ tao xà quần ở bên công an xã. Ủa mà rồi nhớ hồi sáng cái lúc mà tía đi đó là bà lui cua bà nấu cái gì dưới bếp đó mà. Ủa mà tía lên công an làm gì tía? Thì để trình báo cái chuyện là hai đứa chị của con đó chứ cái gì. Có hy vọng gì không tía? Họ nói thì họ sẽ chuyển cái vụ hồ sơ này nó lên cấp cao hơn. Bởi cái vụ này tương đối phức tạp. Ủa mà rồi? Dạ. Ủa mà rồi con nói con má mày đâu? Con trời biết. Trời đất ơi, đi kiếm cái coi cái bà này khổ quá què hoặc gì mà đi đâu không biết nữa. Đi đi đi. Đi nhanh đi tía. Bà ơi. Sao má ngồi đây? Bà làm hai đứa con tôi hết hồn hết vía. Ông gì? Hôm qua tôi nằm mơ á, tôi thấy thằng Tư nó về ông ơi. Tôi mừng hết lớn luôn vậy đó. Con ngồi xuống đây,
ngồi xuống đây. Hai cha con ông á cùng với tôi ngồi ở đây chờ tư gì ha. Coi, bà sao vậy? Nằm chim bao thôi mà, chứ bộ thiệt đâu. Không, tôi có linh tính là hôm nay nó về mà. Tôi nhớ nó lắm. Tôi nhớ ông ba Ngọc nữa. Ông ơi. Còn con hai nữa. Mà sao lâu quá nó không về hả ông? Nó đi đâu cả chục ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Má, hôm qua anh ba có ghé nhà mình á, mà lúc đó má uống thuốc xong má ngủ luôn rồi. Vậy hả? Ủa, vậy con hai Hiền đâu? Dạ, chị hai dặn anh ba là nói với má giờ ở chỗ chị Diễm á, cần người gấp nên nhận lại chị hai chị ba luôn. Trời đất ơi, cái con hai này tự nhiên nó đi lên thăm con ba Ngọc rồi ở luôn ở trển hả? Thiệt. Rồi còn đám hỏi của nó làm sao đây? Trời ơi, vậy mà thằng ba nó cũng chịu được. Thấy thiệt á. Thôi mình về đi bà. Không. Coi, hai cha con ông đi về đi. Tôi ngồi ở đây tôi chờ thằng Tư nó về. Nó cũng sắp về rồi đó. Nè, bà đừng có chướng nghe. Thôi không bây đi về đi. Tôi hứa đó, tôi đi kiếm nó cho bà. Ha? Ông nhớ nó nghe. Mình về đi má. Tôi hứa nè. Đi. Đỡ má con. Đi từ từ thôi má. Tôi ở nhà tôi còn lận mấy phân vàng. Rồi sao? Đợi thằng Tư nó về ha, mình ăn mừng luôn nghe ông. Ăn mừng luôn. Đi đi. Thôi mà, đi về. Đi. Anh chị Nam ơi, có nhà không anh chị? Ủa, sao không có ai hết vậy cả? Con nói với tía rồi, hai Hiền có công chuyện ở lại Sài Gòn mấy bữa nữa mới về. Tía không tin, tía nằng nặc đồ qua đây là sao? Thì tao qua chơi không được sao mày? Mình về đi tía. Ủa, thằng Tư Nghĩa là gì kìa ba Hiếu? Anh ba Hiếu. Ủa, con chào ba. Tư Nghĩa. Con. Tía ơi, tía. Chào chú. Tía ơi. Má ơi, má. Ơi, có ai nhà con kêu? Chị hai ơi. Kỳ Nghĩa. Út ơi. Trời ơi, cái thằng. Anh ba, chú Tám ơi, tự nhiên nhà con đâu hết rồi? Mà đi đâu rồi tao không biết nữa. Anh qua, anh cũng không thấy ai hết. Nhưng mà em đi đâu mà biệt tích lâu quá vậy? Mà thôi chuyện đó để sau đi. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay em về nhà mà không có ai hết trơn vậy? Chị ba đâu anh? Chị ba đâu? Em hỏi bà Ngọc hả? Dạ. Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra với chị ba em đúng không? Đúng không anh ba? Sao em hỏi vậy? Anh nói vậy nghĩ là... Trời ơi, con ba Ngọc á, nó lên Sài Gòn, nó phụ bán hàng tiếp với người ta đó mà. Bị gì là bị sao? Đúng rồi. Bác Tám vừa nói là chị ba của con lên Sài Gòn hả bác Tám? Nó theo hai Hiền lên phụ bán hàng cho người ta gì đó. Là... phải. Ba Ngọc lên Sài Gòn phụ bán quần áo với người ta. Khoan. Bác Tám với anh ba nói là chị hai em với chị ba đang ở trên Sài Gòn ở chung với nhau luôn hả? Trời ơi. Mà có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy? Tư Nghĩa, mày sao vậy? Cái gì? Tư Nghĩa. Sao vậy con? Hả? Hồi sáng á, thằng Tư Nghĩa nó thấy chị mình bị tụi lưu manh bắt lên xe. Vậy à? Cho nên nó mới chạy về đây để coi có chuyện gì xảy ra không. Hả? Em thấy bà Ngọc hả? Dạ. Bà Ngọc sao? Nói anh nghe. Có gặp hai Hiền không? Rồi, bà Ngọc ơi. Sao? Mày. Em không có biết. Trời ơi, Tư Nghĩa ơi. Mày nói cái gì mà tao không hiểu ất dép gì hết trơn vậy? Trời ơi. Rồi bà Ngọc nó bị làm sao? Anh Năm. Bà. Trời ơi, Tư. Kìa, Tư. Tư à. Anh Tư. Kìa. Tư. Bà. Mày. Con. Bà ơi. Chào anh. Bà bị sao vậy má? Yeah.
Má ngồi đi, để con đỡ cho má. Mà nhà mình, tự nhiên nhà mình xảy ra chuyện gì vậy má? Má nói con nghe đi. Từ ơi. Dạ. Bay đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? Bay làm má lo lắm, bay biết không? Má ơi, con xin lỗi má. Má nằm mơ, thấy anh Tư về, cho nên má ra đầu làng đón anh. Ai ngờ anh về thiệt. Má ơi, tất cả mọi chuyện là lỗi của con hết á. Con xin lỗi má. Thế à, tất cả mọi chuyện là lỗi của con hết. Con xin lỗi tía. Con xin lỗi tía nhiều lắm. Tía là lỗi cho con nha tía. Con có lỗi. Về đất là tốt rồi. Con có lỗi phải gì hết trơn hết trọi á. Anh à. Dạ. Tôi là chủ cửa hàng xe máy. Tư Nghĩa đang học nghề ở chỗ tôi. Dạ cảm ơn anh. Anh Năm à, hình như con Ba Ngọc á, nó có chuyện gì đó anh Năm. Té Ba Ngọc đâu có gì đâu. Tế đừng có lo nha. Anh Tám, anh nói con ba nhà tôi bị cái gì hả anh Tám? Thì thằng Tư nó nói. Anh má, chị ba mình á lên Sài Gòn hồi nào vậy má? Nó lên cỡ 2 tuần rồi. Mà có chuyện gì vậy con? Gia đình mày biết không, sáng nay nè, chính mắt con thấy là chị ba mình á bị người ta bắt cóc đưa lên xe. Lúc đó con cố gắng, con dùng hết sức để con cứu, nhưng mà không được. Mày nói con ba bị người ta bắt cóc hả? Dạ. Lúc đó chị ba còn kịp nhận ra mặt của con nữa mà. Chắc đám người đó là của mụ Diễm á tía. Em nói Diễm nào dễ út chót? Em hả? Diễm nào dễ út chót? Trời ơi, cha con ông còn giấu tôi chuyện gì nữa? Tôi chết liền tại chỗ cho ông vừa lòng đây nè. Ba chị Năm, bình tĩnh đi. Tới nước này rồi, nói sự thật cho má biết đi tía ơi. Ba bình tĩnh. Má bình tĩnh nha má. Tía nói con nghe đi. Cái chuyện mà chị ba con theo bà Diễm, mà bà Diễm đó là ai hả? Nó là đứa ở xóm này trước đây. Mời vào. Thiếu tướng cho gọi tôi. Ngồi đi cậu. Đây là danh sách các quan chức cơ sở đã nhúng chàm, bao che cho tội phạm. Đúng 3 giờ chiều nay, chúng ta sẽ đồng loạt ra quân. Vậy đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát chưa anh Năm? Mọi thứ đã xong hết rồi. Chà, hai chủ tịch phường, 3 trưởng công an phường, 1 trưởng công an quận, hàng loạt cảnh sát khu vực, nếu bắt hết như vậy sẽ gây ra nhiều cái bất lợi cho ngành đó anh. Chỉ một số bị tạm giam thôi chứ không phải hết. Số còn lại sẽ bị đình chỉ chức vụ để điều tra. Đây là lý do anh muốn họp kín à? Không phải. Lý do chính là tôi nghe phong phanh trong lực lượng của mình ở cấp cao có sự bao che cho băng nhóm của Tính Cùi, nên tôi muốn hỏi ý kiến của hai cậu thôi. Em chỉ nghĩ đến quận là hết rồi, không thể cao hơn được nữa. Không thể có chuyện đó đâu anh. Anh có bao giờ nghe nói đến một người có bí danh là anh Tư chưa? Anh Tư à? Đúng.
Nguồn tin này có đáng tin cậy hay không, hay chỉ là quan tin của bọn tội phạm để gây xào xáo, chia rẽ nội bộ chúng ta? Chuyện này là thật. Anh Năm, anh có thể nói rõ cho em biết là nguồn tin này từ đâu không? Tạm thời thì tôi chưa thể nói ra được. Nói tóm lại là anh chưa bao giờ nghe đến nhân vật này, có đúng không? Chưa từng. Nhưng nếu đúng là có anh Tư thì tôi muốn mình là người đầu tiên lôi cổ nó ra ánh sáng. Thật không thể chấp nhận được một người ở chức vụ như vậy lại làm giấy bẩn màu áo của ngành. Được rồi, chuyện về anh Tư hai cậu phải giữ bí mật. Chúng ta sẽ tính sổ nhân vật này ngay sau khi chấm dứt chiến dịch. Rõ. Cậu ra trước đi. Dạ. Cậu nói đúng, tôi thấy thái độ của Vũ khá lạ, mà cũng có thể là do tâm lý căng thẳng khi thấy cậu ngồi đây đó. Dù sao hai người cũng kỵ rơi với nhau mà. Em biết là anh sắp xếp cho em với anh Vũ làm chung tổ để tạo mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng trên thực tế thì rất khó. Cậu vẫn còn nghi ngờ cậu ta sao? Qua việc cậu ấm con của anh Vũ gây ẩu đả trong vũ trường và được đám đàn em của Tín Cùi che chở, chắc chắn đó không phải là sự ngẫu nhiên. Hơn nữa kết quả thẩm tra công ty kinh doanh rùng ngoại mà vợ của anh Vũ là cổ đông lớn nhất, em phát hiện ra toàn bộ hàng hóa được phân phối ở các cơ sở, quán bar, vũ trường, nhà hàng nằm trong địa bàn của Tín Cùi quản lý. Nếu không nhờ Tín Cùi gây áp lực, vậy những cơ sở đó có thể lấy được mặt hàng với giá cao hơn thị trường không? Thật khó tin và khó chấp nhận. Một người đã từng vào sinh ra tử, chống tội phạm tới cùng như cậu ấy, mà có thể tha hóa như vậy được. Được rồi, chuyện của Vũ, trực tiếp bản thân tôi sẽ điều tra sao? Em hiểu. Thôi, em xin phép em về. Ừ. Chào thủ trưởng. Đúng ra là chị hai có thể trốn thoát được rồi, nhưng mà cái chị này á, nói là trong động chị Diễm có một người rất giống chị ba, cho nên chị hai quyết định ở lại để mà tìm chị ba. Đúng là chị ba rồi. Sao không anh Năm? Trời ơi, phải cấp cứu đi. Ba tên gì đi má? Đưa lên xe. Đưa Nghĩa. Dạ, dạ, dạ. Mẹ con lên xe. Dạ. Đi cấp cứu liền. Nhanh lên. Nhanh đi từ Nghĩa. Con sợ gì má? Con trai ầm miếng đi. Con trai giỏi nè. Đi ra. Trời đất ơi. Đổ cầu. Thằng bất dạy. Trời ơi. Thằng nhỏ còn yếu sức, nó mới vừa cai nghiện mà không nhớ sao? Vui mà. Quý trời ơi, Tài, Tài, con làm gì vậy Tài? Con đừng làm mẹ sợ Tài ơi. Sau cái bữa tiệc mày tới chỗ vũ trường của Du Tính, mày quấy phá mày đánh lộn phải không? Hả? Đánh hồi nào? Mày giỡn mặt với tao hả? Thằng bất dạy, giỡn mặt. Ông đừng giết con mà. Tôi xin ông. À, tôi nhớ rồi. Chú Tính Cùi phải không? Bữa đó tôi có gặp ổng á, vui lắm á. Bữa đó quýnh lộn y xèo ở trong đó luôn, quýnh quá trời luôn. Sau đó thì sao hả? Trời ơi, thằng nhỏ nó tẩn tẩn như vậy mà ông còn nói tào lao cái gì nữa. Tào lao quá. Bây giờ nói cho ba nghe, bữa đó con có gặp chú Tính hay không? Thì có gặp chú Tính. Rồi bữa đó ổng thấy người ta quýnh tôi quá trời thì ổng xông vô ổng quýnh luôn. Bữa đó đông người lắm á, đèn nhiều lắm á, rồi bữa đó có nhạc nữa. Bữa đó tôi có nhảy nữa đó bà già. Tôi
Nhảy vô đó bà già, bà nhảy với tôi đi. Nhảy với Đạt. Vui lắm. Ông ơi, chứ phải đưa nó đi bệnh viện tâm thần quá ông ơi. Mày hại tao rồi Tài ơi. Nó hại tôi rồi bà biết không? Hại rồi. Tôi hại. Nó làm cho tôi bị cấp trên nghi ngờ là quan hệ với tên cùi. Bà có biết như vậy là sao không hả? Nhảy đưa tôi bà già. Nhảy đi. Nhảy, 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 nhảy. Con vịt. Chết rồi. Vậy bây giờ mình tính sao hả ông? Phải tìm cách tính chứ sao? Tất cả cũng do tay Hà ra hết á. Hà nào? Trung tá Hà hả? Còn chuyện quan trọng này nữa, hắn cũng đã biết được chuyện bà buôn bán rượu rồi đó. Vô lý. Tôi nhớ rồi, tôi giấu kỹ lắm mà. Tại sao hắn lại biết? Nên nhớ, hắn đã có thâm niên bao nhiêu lâu trong ngành cảnh sát hình sự rồi. Bà nghe tôi dặn nè, ngay lập tức. Được rồi, tôi sẽ đóng cửa công ty nghe. Không được, làm như vậy chẳng khác nào tự tố cáo mình đó. Chứ giờ mình làm sao đây? Bà vẫn để công ty hoạt động bình thường. Tuy nhiên để chứng minh mình làm ăn lương thiện, tôi sẽ nói với tên cùi là không cho Vũ Trường hay quan bà lấy rượu của bà nữa. Với lý do là bà bán mắc hơn thị trường. Sau đó bà chuyển dụng hoạt động, giá vẫn giữ như vậy để tránh sự nghi ngờ. Trời đất ơi, giữ giá như vậy hả? Chỉ có ma nó mới lấy rượu của mình. Kiểu này hả, phá sản là cái chắc. Không đời nào. Đợi một thời gian sống êm yên lặng, bà tiếp tục quay trở lại đám khách hàng cũ. Chỉ cần có tính cùi trong lưng thì vẫn xuôi chèo mát mái như thường. Ông ơi, tôi sợ quá. Có khi nào vợ chồng mình gỡ lịch? Bà đừng nói chuyện xui xẻo nghe chưa? Dạ. Để tôi nghĩ cách đối phó. Ông già đúng lần này ông già. Phải gọi tính cùi mới được. Bài nữa kìa bà già, bà già. Bà tốt thèm chở hàng bà. Bà ơi. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Cứu mà cô bác sĩ ơi. Mời cậu ra ngoài. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Anh bình tĩnh đi anh. Má mày đâu? Má mày đâu rồi? Má mày đâu rồi? Anh ngồi đi anh. Đứng lại đi má. Đừng có bỏ con má. Má ơi. Alo, con nghe ba. Xuân Khai con. Dạ, có gì không ba? Mẹ Tư Nghĩa có chuyện rồi. Hả? Giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Em biết rồi. Dạ, em cảm ơn anh Tư. Dạ. Dạ. Chim chuẩn bị rời tổ hả? Dạ. Đây là lần đầu tiên tướng trực nếm được mùi mèo dần chuột của ta. Không biết ông ta có thích thú không? Dạ, anh Tư còn thông báo đã giải quyết êm thấm cái chết của Bi Thọt. Anh nghĩ bọn họ có nghi ngờ chuyện bất thường này hay không? Bất thường hay bình thường thì cảnh sát cũng chẳng còn đầu mối gì để lần ra bàn tay của chúng ta nhúng vào vụ án. Chẳng lẽ một người lão luyện như tướng trực là dễ dàng bị mình xỏ mũi gì sao anh? Thần thánh đôi khi cũng còn mắc sai lầm nữa, huống chi người phàm như ông ta. Không còn kịp xẹo nữa. Thì phần ma túy đá bây giờ là của chú. Nó là cái bánh kèm lớn, chúng ta sẽ ăn dài dài. Anh giao cho mình em phụ trách thôi à? Hiện giờ ta chưa tin đứa nào trong bộ tứ hết.
nên chú hãy làm một mình, càng bí mật thì càng tốt. Dạ. Nhưng mà nguồn hàng em lấy từ đâu ra? Ta sẽ có nguồn hàng cho chú. Dạ. Mấy hôm nay rảnh rỗi quá, qua đây hoài ha. Chào anh. Thật ra tôi cũng có qua chỗ Đạt Hùng, nhưng mà chỗ của anh ưu tiên nhiều hơn. Từ trước tới giờ tôi với chú mày ngồi khác mâm, chưa có dịp tìm hiểu nhau. Mình đi uống vài chai được không? Bây giờ tôi được ngồi chung mâm với anh Hải luôn à? Thì trước sau gì chú mày cũng nằm trong bộ tứ quyền lực thôi. Ok, anh đã nói vậy rồi. Tao mới ở chỗ nó liếc qua, thấy hai tụi nó bị đánh te tu luôn. Đáng đời. Kiểu này hả, một hai bữa nữa về chọn ông bà là cái chắc. Ai biểu ngu anh Hải mày đập bỏ trốn làm chi, đúng không? Ngu thì họ nói ai bị đánh chịu. Vậy thôi, chú mày đừng có quan tâm mấy cái chuyện lặt vặt làm cái gì. Thôi đi. Đi đâu vậy? Nè Huy. Mày không khai hả mày? Mày không chịu khai hả mày? Chị Diễm mày... Tôi lại chị, chị tha cho mày đi là lỗi của tôi mà. Là mày lỗi hả? Của tôi mà. Mày hả? Nói sao tao lượt mày đó. Nhìn nó hả? Đập cho tao. Tụi mày làm cái gì? Ra ra coi. Anh làm gì vậy? Cô ơi. Anh làm gì vậy? Hai đứa này nó phạm luật của tổ chức rất là nặng, tôi xử lý nó. Luật lệ nào của tổ chức cho phép cô tra tấn người ta vậy? Người ta nào? Đây là hai con điếm thôi. Vậy thì trước đây cô làm cái gì? Có giống họ không? Nè, vừa phải thôi nha. Anh là ai mà dám bắt bẻ tôi vậy hả? Tôi không lại hết, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là cô sẽ lên được. Sao, cô muốn thử không? Ok, anh là người giám sát rồi, ngon rồi. Giờ anh muốn cái gì? Tôi không cần biết là hai cô gái này phạm tội gì, nhưng lệnh của ông lão là không được sử dụng dục hình. Cô làm như vậy chẳng khác nào cô thách thức quyền lực của ông. Anh có ngon á thì ra biên giới mà coi thằng xì xủi nó hành hạ đám gái như thế nào, gấp trăm lần tôi nữa đó. Cô đừng có giả điên. Ở đó là nơi khỉ ho cò gáy, không ai thèm quan tâm tới. Nhưng ở đây là trung tâm thành phố, nếu lỡ xảy ra án mạng cô gánh giá được không? Có né được công an không? Biết bao nhiêu hệ lụy nữa. Được rồi, từ nay tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cởi trói ra cho tụi nó đi. Dạ. Tụi bay đi ra ngoài canh cửa cho tao. Dạ. Chưa có lệnh của tao không đứa nào được bén mảng vô đây. Dạ. Mày ơi. Khoan đã. Tình trạng của họ nguy kịch như vậy, cô phải chăm sóc y tế người ta đàng hoàng chứ. Anh lo xa quá rồi đó. Tôi có kinh nghiệm chuyện này rất nhiều lần rồi, không có đứa nào chết hết á. Trước khác bây giờ khác, bây giờ tôi là giám sát ở đây nên chắc chắn tôi cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm. Tôi sẽ không để cô muốn làm gì thì làm đâu. Vậy anh tính đưa tụi nó đi bệnh viện hả? Bệnh viện Từ Vũ hả? Đưa họ về phòng, tôi sẽ kêu bác sĩ tới đây. Ok, nếu anh muốn làm ông bụt á thì tự bỏ tiền ra đi. Sao ông mày? Trời. Mày. Cô ơi, cô có sao không? Mày ráng lên nha mày. Chờ tôi một chút. Chị Diễm, kiểu này chắc nằm giường khá là lâu đây. Vậy bây giờ xô của nó tao giao cho mày đó. Trời, chị giỡn hả? Mình em sao gánh nổi.
Chứ thường ngày tao thấy mày đùng đùng mà giành show với nó mà. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà chị phải tăng đô cho em chứ. Kiếm chuyện. Thôi được rồi, tao sẽ tăng cho mày nửa chấm. Hả? Thiệt không? Như vậy mới có sức để cày kiếm tiền cho bà chứ. Sao? Tính cùi mới gọi báo cho tôi, 3 giờ có bão lớn. Chết cha, giờ còn có 2 tiếng, bên kịp không chị? Mày ngu quá. Bữa giờ hầm hầm đón bão rồi. Tụi em xuống dưới dọn dẹp đi. Dạ. Dạ. Anna đừng giận, đừng giận. Tôi đang chơi mà, tự nhiên đuổi tôi là sao? Cảm ơn thông cảm. Mấy phút nữa có công an kiểm tra rồi. Hôm nay đang có đợt kiểm tra, đợt sau em sẽ buộc cho anh nha. Cái gì? Mấy phút nữa có công an kiểm tra hả? Đúng rồi. Trời. Dạ. Chạy đâu đuôi hả? Công an sắp tới rồi, giọt lẹ đi, để tôi với. Anh thông cảm, anh thông cảm nha. Dạ dạ cái gì? Tự nhiên kiểm tra kỳ cục. Anh thông cảm giùm em đi. Thằng Huy sao nó dâm? Trời ơi, lại đây. Ông làm gì vậy? Bà sợ nó hả? Ông nghĩ gì vậy? Bây giờ hả, công an sắp tới rồi, làm sùm lên chết cả lũ đó. Nếu nó không chuyển hai đứa đó đi thì công an ập tới cũng sẽ phát hiện thôi. Ờ ha, sao mình không nghĩ ra chuyện này ta? Cái vụ gì nữa đây? Ông không hiểu hả? Nếu bây giờ mà công an phát hiện ra con My với con Ngọc thì càng tốt. Tốt cái con khỉ. Công an mà tới đây sẽ phát hiện ra hai đứa đó bị tra tấn thì chết cả lũ. Anh không nhớ hả? Mình có anh Tư đỡ đầu rồi. Mình chỉ cần tìm một cách nào đó hợp thức quá vết thương của nó là xong. Còn thằng Quy, nếu làm bể chuyện này ra thì nó sẽ lãnh đủ trách nhiệm. Hiểu chưa? Phải, mình sẽ nhờ anh Từ bứng nó đi. Đúng là ông trời không muốn thấy cái mặt mốc của nó đây nữa. Anh Tư hả? Em Diễm nè. Em có chuyện muốn nhờ anh chút xíu được không? Chắc chắn. Con hứa sẽ gặp hai chị với má, nhưng mà má phải sống, má phải sống để gặp mặt hai chị với má ơi. Má. Lại khám rồi mà, sao giờ đưa nó đi bệnh viện vậy hả? Bác sĩ nói cổ có thể bị gãy xương, cần phải đưa vô bệnh viện. Thôi, đi về đây. À không à, tất cả đứng yên. Về đây. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Mọi người bình tĩnh. Bác sĩ ơi, gì vậy? Ở đây chỉ là chơi vui thôi mà. Tất cả đứng im. Mình xét vô. Người đời đã dối trá cướp đi tình em, chẳng mang tuổi lỗi đã giết chết tuổi xuân, chỉ còn lại bóng tối vây quanh em vẫn không hề khóc nó. Người đời vì lạc thú xâm nát đời em, tình yêu